Everybody, welcome back to my Tune Game Day channel. Chào bạn đã quay trở lại kênh Tune Game Day. Mình cho series 8 tựa game hôm nay. Bắt đầu từ tựa game đầu tiên Heart of Cloud của các bạn trong video ngày hôm nay nào. Here we go. Revenue game in the chapter 2. Bắt đầu ngay nào bạn. Hãy tìm tất cả những vật dụng mà chúng ta giúp được chúng ta để hoàn thành nhiệm vụ phá hủy nơi này là các bạn destroy this place. Và đây nếu cứ tuần tra, và bên cạnh này các bạn đi tìm sợi dây thép nào, and right. Đây là các bạn. Rồi chúng ta quay trở lại trên nhà nào. Hãy mở đúng thứ tự của những bên gạch này giúp chúng ta. Và được bên trong rồi. Oh my god. Đặt bên cạnh cái này các bạn. Chúc chúng ta đừng mất mạng thì đi qua cánh cửa này. Nói chút cho qua từ bơ vơ lên nào. Nghe tại kỳ tiếp tục sử dụng chiếc khóa này để cho mở cửa căn phòng này. Đắp bánh răng cưa vào chiếc máy này các bạn. Cái đó kìa, this way. Tên gỗ để hoàn thành ngôi sao. Sau đó chiếc xe này về các phòng bí mật cho mở được bằng chìa khóa đúng không các bạn? Ok, như vậy cho anh lấy được cuốn sách Book of Shadows. The Book of Shadows. Đặt vào thành gỗ. Đặt vào thành gỗ mà chúng ta vừa hoàn thành ngôi sao. Ok nào. Chúng ta sẽ gọi hồn được Zoe rồi. Cô sẽ chỉ chúng ta cách để phá hủy nơi này nhé. Và cô sẽ giúp chúng ta mở được địa điểm mà chúng ta cần vào bạn. Và cho căn hầm ở căn phòng bí mật. Cho cần phải quay trại nó. Đây những khu bom này các bạn. Cho đặt những khu bom đây này. Đặt vào hai nơi cung cấp khí ga cho cả tòa nhà. Toàn bộ kia sẽ đi theo đường ống và nổ tung cả tòa nhà các bạn. Hãy đóng hết tất cả cánh cửa trước khi chúng ta chạy vào đây nhé.
Ok, như vậy là chúng ta đã đến nơi an toàn rồi. Còn bây giờ mình sẽ cùng bắt xem cái gì tiếp theo trong video ngày hôm nay nào. Slenderina the school. Let's play. It's a robot. Mình sẽ cho khóa đầu tiên này các bạn. Đến phát phẩm này. Rồi test đi. Careful. Cô ta sẽ ngoài đây gọi cho sẽ mất máu này. Ok. Ủa đây là máu này. Nothing in this room. Cẩn thận đâu ạ. Mình chạy xuống hầm này. Vì này là độ khó nhất của Hadid. Nên toàn bộ lượng máu của chúng ta mất đi khá là nhiều. Khá và khá là nhiều. Chỉ chìa khóa tiếp theo thôi. Đến đợt chìa. Máu rồi các bạn. Vòng thứ tư trên 8 vòng. Cho tìm thử. Ta có hai chiếc chìa khóa trong tay rồi. Mình nghĩ là chơi này sẽ thiếu vật phẩm chúng ta rồi. Có luôn ạ. Nhận bình thường 3 cái, 3 triệu. It's nothing. Oh my god. Sao chẳng có một chấm máu được bạn. Ok, Wendy chạm được chút. Let's
sebenarnya. The first day. Tiền spec sau khi đầu tiên trong căn nhà này các bạn. I see you. Không đáng vấn đề các bạn. Cho nên thứ hai nào. Cắt thêm và sẽ kiểm tra cắt dây điện này các bạn. Cho cần chim ren vào. That's okay today. Không chỉ có văn sản nào trong tủ đấy các bạn. It's nothing. Không ăn là gì cả. Rồi
tranh công cụ được ạ. Scroll bar để mở cho hộp thùng nào. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần chỗ thắt, còn đây mở cái cửa này, chỗ thắt ở đây là xong các bạn nhé. Đây mình cùng bạn chuyển sang tiếp theo nào. Forest Monsters. Let's play. Tiếp theo là gì đây? Cùng xem chúng ta sẽ tồn tại được bao nhiêu điểm nhé, trong bao nhiêu lâu nhé. Ui, khá giật mình các bạn. Surprise. Oh my god. Vẫn còn bóng ở phía sau các bạn. Ok. Vani nào. Nothing.
Rồi rồi. Được rồi. Cần chú trong tôi các bạn mà sao không nhìn thấy. Ok, cũng có chuyện gì tiếp theo. Xin lỗi hết. Let's play. Em sẽ chuẩn bị. Thank you.
Để chiếc này hình như vậy. Check over top the monster from Stone Tower. Từ cái này là xong quả đi. Ok, họ vẫn chưa cầm lên. Họ vẫn chưa chuyển sang cái game tiếp theo này. Slender Rising. Attend to escape. Quick to stay. You will find several signs to escape here. Mình sẽ tìm mẫu của bạn, dấu hiệu đầu tiên bạn nhé. The first sign. We're gonna find it right now. Cho đi đúng một vòng rồi, được rồi. Ok, dấu hiệu đầu tiên các bạn. The freeway has spawned. Và như thế cho cứ tìm đủ đó 7 dấu hiệu này cho chúng ta ở đây các bạn nhé. Đây là tên cuối cùng trong video này mình giới thiệu các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo cho nó của mình nhé. Thank you.